theo dõi cửa hàng. Đây là chạy con âm ly của Mỹ Harman Kardon. Dòng âm ly Mỹ thì chất âm thì nó nhỉnh hơn âm ly Nhật một chút các bác nha. Hàng bao zin luôn cho anh em, zin đét luôn, sò nguồn tụ cho anh em luôn. Giá chỉ 3,5 triệu, anh em sở hữu một con âm ly của Mỹ, chạy cầu loa A cộng B, 1 cộng 2, bát chép và đề lao lướt này, cân loa thì hệ Sitte và đang chạy đường AUX. Harman Kardon, nước sơn cũng như là các thứ là rất mới, nó màu đen lên quay nó không nổi bật, anh em có thể thấy cái nắp tre này, nắp tre phải nói là siêu mịn luôn. Giá 3,5 triệu cho em nó. Con này thì nó ghi là đa cầu điện anh em nha, như đây đang chạy điện 100. Đây. Con này chỉnh cầu điện thì chắc phải mở nắp ra xoay bên trong. Trở kháng từ 4 ohm. 130W, 100V. Các bác chơi vào những đôi loa thùng hoặc loa Buxell của Mỹ, của Nhật thì đánh tuyệt vời. Nhất là anh em có những dòng loa Buxell của Mỹ, của châu Âu, ghép với một con âm ly Mỹ Harman Kardon. Ngoài kia mưa đầy trời, con chim ở trong lòng, con chim buồn không hót, tình yêu ơi tình buồn. Mặt tiền là rất mới anh em nhá, nó màu đen, đây là vết lau nước nó bóng vào, vết lau nước, vết vân tay nó bám vào anh em nhá, mới lắm đấy. Giá 3,5 triệu cho một con âm ly Mỹ, anh em nghe nhạc âm ly Mỹ thì dòng này thì thật ra nói anh em là ít có lắm, ít có, không phải có dễ để mua.